chào bạn. Bây giờ là sáng ngày hôm sau rồi. Một nửa đoàn thì đang đợi ở Tràng An rồi. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị lên đường mà đi thôi. Trên xe đi đến địa điểm đầu tiên ngày thứ hai rồi, đó là Tràng An. Hiện tại thì mọi người cũng dậy hết rồi, còn một anh quay phim vẫn đang ngủ thôi. Xe đến nơi khoảng 3 cây thôi nhá. Vậy là chúng ta đã đến điểm đầu tiên của ngày thứ hai rồi, và một lúc nữa các bạn sẽ được gặp một nhân vật rất là bí ẩn, lạ và quen. Các bạn đợi nhá. Rồi bây giờ chúng mình đã đến địa điểm đầu tiên. Chuẩn bị xuống đò rồi, không may là trời hơi mưa một chút, nhưng mà mong là không mưa to. Nó mưa gì cả tí, chuẩn bị rồi, các bạn theo chúng mình xuống đò nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống đò thôi, các bạn thấy đò ở đây rồi đấy. Thì 16 người một đoàn, tìm 50m là này khá là đông. Thì sẽ là 4 người một đò, bắt đầu đi nhá. Bây giờ thì trời hơi mưa rồi, nhưng mà may là mình tìm được cả mưa cùng màu với màu đồng phục luôn. Lên thuyền này thì mình cảm thấy là chắc chắn hơn ở Đầm Vân Long. Trông có vẻ xịn hơn. Xịn hơn nữa. Ở Đầm Vân Long thì nước vào thuyền, không biết nước liệu vào thuyền không cô? Chắc là không đúng không ạ? Ở đây có cá không ạ? Rất nhiều cá. Thế à? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp cá tiếp ở Đầm Vân Long. Bắt đầu rồi. Chuẩn bị chui vào cái động đầu tiên. Không biết có những cái động ở Đầm Long không? Chui vào cái điệp mấy mét đi ra. Đấy ạ. Nhưng mà mình sẽ đi xuyên qua hay là mình đi vào rồi đi ra? Xuyên qua, ấy được, xuyên qua rồi, hôm qua là vào phải đi ra. Cô ơi, hang này có dài không cô? Khoảng bao xa? Hang này có đồng hồ dài. Có cái cửa gì ạ? Nó không sâu. Đây có tên riêng hay chỉ là một cái chỗ mà mình đi qua thôi ạ? Lẫm là gì, hay là đấy là tên đặt từ ngày xưa thôi ạ? Có mùa nào nước lên ở đây mà kiểu mình không vào hang này nữa không? Mùa lũ lụt ạ? À, thế ạ. Ở bên trên này có ai kiểu nuôi nước cái gì, hay là có con gì ở đây cái gì không cô? À, tự nhiên. Tôi thấy ở Đầm Vân Long có vọc, ở đây có con gì kiểu đặc sản ở đây không ạ? Đặc sản ở đây không ạ? Đặc sản ở đây không ạ? Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào hang rồi. Theo kinh nghiệm thì ở ngoài hang các bạn lại nhớ là đẻ rồi bình thường thôi, nhưng mà vào xong rồi nhớ xe rồi cao lên nhá. Có hang tối rồi. Với cả là các bạn hãy để ý cái đoạn mà đi ra khỏi hang nhá, có cái cửa hang ra khá đẹp ấy. Ống kính này thì vào trong hang hơi thiệt khẩu một chút mà không sao, đợi chút đỉnh chưa có đèn thôi. Hiện tại ISO mình để đang là 5000 rồi, lên nữa chắc là sẽ nát mất. Có lẽ đây là lúc mà các bạn cần cái ống kính 50-1.8 đấy. Ở trong hang này thì các bạn hãy nhớ thử lại cái tập bố cục đường dẫn của 50m Việt Nam nhé. Tôi áp dụng đây này. Đường vào hang khá là hút. Vì là trên thuyền đang đi thế này, mình di chuyển liên tục mà, hãy nhớ để lấy nét là e-servo nhé. Đừng để lấy nét một điểm. Rồi ra đến ngoài rồi, các bạn hãy nhớ set lại máy nhá. Hồi ai dồn cao ra ngoài, ấy thử đấy.
bài cũ nhá, các bạn nhớ là phong cảnh thì hãy khép khẩu vào, ISO hãy đẩy lên một chút, 200-300. Ảnh sẽ theo lời kể là nhiều chi tiết hơn một chút. Đến nay thì mới thật sự thấy được là ống kính góc rộng đúng là không thể thiếu được khi mà các bạn đi du lịch. Rồi sau vài cơn mưa chắc là bóng mây rồi thì trời nắng dần lên, rơi màn chắc là chúng mình sẽ có nhiều ảnh đẹp hơn đấy. Lại vào trong động, và bây giờ mình vừa nghĩ ra là biết đâu nếu các bạn để ISO auto thử xem nhé, ra ngoài đấy tự điều chỉnh lại các bạn để đỡ cháy trời. Thử xem auto thì nó sẽ cho mình ISO bao nhiêu nhá. 6400 luôn mà vẫn không thấy gì hết. Rồi ra ngoài rồi. Thời tiết đẹp chưa nhau? Tình mưa quá tuyệt vời. Rồi theo mình đã nghe sự tích ở hang cá ở Đầm Long thì đi qua một cái hang các bạn sẽ đến một chỗ khác đẹp hơn. Nhìn thấy đây, chắc giống hang cá rồi đấy. Các bạn khi đi thuyền này lên đền thì theo cô ấy dặn là lên thuyền nào xuống thuyền đấy. Vậy là nhớ chụp lại ảnh để nhớ là xem thuyền mình số bao nhiêu nhé. Rồi, bên cạnh chúng ta được thấy anh Sù. Dù là hôm nay không còn Sù nữa. Hôm nay là làm biết rồi. Hôm nay tóc bết này là không xù á. Mọi người cũng đến rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào lên đền Trần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đền Trần khoảng nửa tiếng rồi lại xuống thuyền đi tiếp. Ở đây thì cô ấy vừa nói là có đền Trần và cái gì nhỉ? Suối Tiên hay là... Suối Tiên. Chúng ta được đi đền Trần và Suối Tiên. Đúng nhỉ? Hình như là Suối Tiên đấy. Rồi, bây giờ đằng sau các bạn có thể nhìn thấy đền rồi. Em chào cô. Rồi, giới thiệu các bạn nhân vật bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay đây. Gặp được nửa team ở Ninh Bình luôn, gặp ở nửa team ở Tràng An thì đây là cô Đà Nhi. Và đến đây may có cảnh đẹp, cô ấy đang có một vài bài muốn chỉ dạy. Bắt đầu nhá. Như em đã thấy là chúng ta đứng ở trên cầu và nhìn xuống dưới này thì phong cảnh rất là thơ mộng hữu tình. Đúng, có cả thuyền này cô. Ừ, ngoài cái việc mà phong cảnh thơ mộng hữu tình ra thì em còn thấy ở đây có một cái đường cong này. Em có biết là chúng ta có thể áp dụng được loại bố cục gì vào bài này em dạy và cô dạy đâu? Đường dẫn đúng không? Rồi, đúng okay. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng chụp ảnh bố cục đường dẫn nhé. Vâng. Xong bài về cô giáo Nhi ở trên cầu rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào đền thôi. Đi thôi cô ơi. Đến nơi cô ơi. Ở đây chụp gì hả cô? Và đơn giản, bài này em dạy vào. Đối xứng luôn, đối xứng. Để lại em chụp nhá. Tại sao lại chụp đối xứng vậy? Vì cô nhìn nhá, hai bên giống nhau này. Thêm nữa, đây, giống nhau ngay đây nhá. Bên nữa là... Em len em còn đủ rộng nữa. Em bắt trước nhá. Rồi. Địa điểm đầu tiên đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đi ngược ra ngoài và sang địa điểm thứ hai. Rồi sẽ quay lại đò nhé.
thật ra bọn mình vừa lên một cái đền nữa. Lên đền này thì cũng không có gì quá nhiều đâu, nhưng mà chúng mình sắp được sang phim trường của Kong Skull Island rồi. Đi thôi. Rồi, các bạn vừa nhìn thấy biển đấy. Chúng ta đang vào phim trường bây giờ đây, trên kia có bậc thang rồi, chắc là phải đi lên trên núi một chút. Cùng mình nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ được vào phim trường của Kong Skull Island. Hình như các bác vẫn còn để ở đây khá là nhiều thứ. Ở đây, bên kia các bạn nhìn thấy làng của thổ dân ở trong phim. Dù mình chưa xem phim nhưng mà đã được giới thiệu rồi. Ở bên chúng ta sẽ xuống thuyền phế liệu, các bạn có thể gặp được các anh thổ dân như trong phim ở đây. Chào các anh. Em chụp ảnh với anh được không ạ? Đây. Đây. Xin chào. Đây thì mình đang ở ngôi làng hôm trước quay phim King Kong, và đây là các cô chú. Có phải cô đóng phim này không ạ? À đấy, cô đóng phim này đấy. Rồi. Đến đây thì các bạn có thể chụp ảnh làng này này, chụp ảnh lưu niệm với các cô chú. Và làng được bài trí trông khá là đẹp đấy. Đi thôi. Rồi, bây giờ chúng ta vừa đi hết làng rồi. Và làng này thì các bạn có thể chụp đủ thứ phong cảnh này, bài trí khá là hay. Chụp được chân dung các cô chú, không biết phải diễn viên hay không. Và nhất là ảnh lưu niệm với các cô chú nhá. Rồi cuối cùng thì bây giờ chúng ta xuống đò và đi về bến thôi. Kết thúc tour Tràng An. Chuẩn bị sang máy đính thôi. Bây giờ thì chúng mình vừa xong bữa trưa rồi. Chuẩn bị sang điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình này là chùa máy đính. Chắc sẽ mất khoảng 20 phút thôi. Đi nhá. Rồi, điểm cuối cùng nữa rồi, chúng ta đến chùa Bái Đính. Chúng ta sẽ đi xe điện vào đến chùa một chút. Tiền vé xe điện là hình như là 30.000, 30.000 một người. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chùa thôi. Rồi, vậy là chúng ta vào trong chùa Bái Đính rồi. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút về kế hoạch của bọn mình. Đầu tiên các bạn thấy cái điểm You Are Here lúc nãy đấy, thì chúng mình sẽ đi từ điểm đấy đi xuyên trong chùa, có thể sẽ dừng ở chỗ Phật Di Lặc 18 hoặc là dừng ở chỗ bảo tháp số 21. Sau đấy thì sẽ tìm đường rồi đi bộ ra ngoài, quay lại bãi gửi xe để không đi xe điện nữa. Nào, đi thôi. Đến chùa rồi thì ngoài chuyện kiến trúc trong này thật sự ấn tượng, để giúp bạn có những bức ảnh kiến trúc siêu đẹp, thì ở đây mình phát hiện ra một điều nữa sẽ giúp bạn có những bức ảnh chân dung khá là hay đấy. Đó là cảnh vật đây trông deep mà, đúng không? Có nhiều đường dẫn này. Các bạn có thể chụp bức ảnh chân dung kiểu tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì đấy, kiểu như thế. Còn thêm nữa là ngoài ảnh chân dung đi, thì mình phát hiện ra là ở đây có khá nhiều cây cối, hoa cỏ. Các bạn có thể thử chụp macro hoa này, rồi chụp thiên nhiên ở ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thác chuông. Thác này thì mình có đi chùa Bái Đính mấy lần rồi nhưng mà chưa lần nào được vào cả. Rồi hôm nay là lần đầu cùng trải nghiệm với các bạn nhé. Ở đây ngoài việc chụp bracketing để lấy ảnh phong cảnh làm HDR thì các bạn cũng có thể chụp panorama bằng cách là chụp 5 tấm. Sau đó về ghép lại các bạn sẽ được một cái ảnh dài này, giống như panorama trên điện thoại ấy, nhưng mà nào máy ảnh nó nhé. Rồi, rất may là hôm nay chúng mình đến đây được giới thiệu một đoạn đường gọi là đường Hàn Quốc. Vậy là mình sẽ thử vài kiểu ảnh với mẫu ở đây, xong rồi về ghép tí tuyết tuyết rồi. Check-in Hàn Quốc chắc khối như tin đấy. Rất may hôm nay chúng mình có mẫu đây. Rồi, bắt đầu thử nhá.
Thông thường khi chụp chân dung thì mình sẽ sử dụng ống kính 50mm và sử dụng các khẩu độ lớn để có hiệu quả xóa phông. Tuy nhiên, với cái đoạn đường rất ảo kiểu như này thì mình sẽ khép khẩu xuống khoảng f/2.8-4 để có thể thấy hậu cảnh phía sau. Vừa tìm được một đoạn chùa khá đẹp ở đây mà hơi đông người. Vậy là mình sẽ chỉ các bạn làm nào để xóa người trong ảnh nhé. Chúng ta có hai cách. Cái đầu tiên. À mà hai cách nào cũng cần chân máy cả. Đầu tiên là các bạn có thể chụp nhiều kiểu ảnh giống nhau, kể cả có người đi quay xong đó về ghép lại, xóa cái phần mà có người đi. Các bạn sẽ có một kiểu ảnh chụp kiến trúc không, không có ai cả. Thế nhá, thử rồi. Cách thứ hai là bạn sẽ chụp theo một concept khá đặc biệt, đó là cho một người đứng yên và sau đó set tốc độ chụp chậm khoảng 4-5 giây và chụp một tấm duy nhất để tạo hiệu ứng như trong ảnh này này. Rồi, đây là điểm cuối cùng của hành trình rồi. Bây giờ thì chúng ta lên đường về với Hà Nội thân yêu rồi. Chắc là chúng ta sẽ đi bộ ra đến bãi đỗ xe nhé. Chào các bạn, vậy là 50mm Việt Nam đã kết thúc tour du lịch nhiếp ảnh 360Go đầu tiên với các địa điểm Đầm Vân Long, Tràng An, Bái Đính ở Ninh Bình. Và hiện tại chúng mình đang ở Hà Nội rồi. Rồi, các bạn xem video thấy thế nào? Có thấy hay không? Nếu hay thì hãy nhớ like, share và nhất là subscribe chúng mình nhé. Tiếp theo, 50mm Việt Nam cũng rất muốn biết ý kiến của các bạn về video vừa rồi và các video sắp tới nữa. Bởi vì chúng mình sẽ có những chuyến đi như này trong khoảng 2-3 tháng tới. Vậy nên là rất mong các bạn gợi ý cho chúng mình về địa điểm cũng như là nội dung của video. Các bạn muốn xem chúng mình chụp gì, chụp như thế nào. Vậy nhá, hẹn gặp các bạn trong khoảng 2-3 tháng tới.